thì chúng ta tiếp tục đôn đốc tất cả các giải pháp kỹ thuật để sẵn sàng tạo điều kiện cho những đối tượng mà có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam sau khi đã được tiêm vaccine rồi, chúng ta hay gọi là hộ chiếu vaccine ấy. Thì bây giờ chúng ta phân làm mấy loại thế này. Thì thứ nhất ấy, là cái mức thứ nhất là mức mà cho các chuyên gia và các thương nhân vào làm việc. Thì nếu những người mà đã có tiêm vaccine 2 lần mà được cái hệ thống của chúng ta xác nhận là cái loại vaccine đó là đã được cấp phép hợp pháp, được tiêm bởi một cái hệ thống đã được đảm bảo theo quy định của y tế, thì chúng ta phải trình lên một cái phương án là vậy thì vào Việt Nam thì cách ly như thế nào để cho thuận tiện mà vẫn an toàn. Vì hiện nay theo quy định là chúng ta vẫn cách ly đủ 14 ngày. Thì chúng ta phải có một cái điều chỉnh cho phù hợp. Cái đối tượng thứ hai đấy là người Việt Nam, người có quốc tịch Việt Nam mà có nhu cầu phải về nước. Vì hiện nay là có rất nhiều người ở các nước do điều kiện dịch cho nên là bị phải chờ đợi các nước đấy, có người đến hàng năm nay rồi. Thì bây giờ nếu đã được tiêm vaccine thì về, thì chúng ta cái cơ chế để chúng ta trước mắt chưa gọi là mở đường bay thương mại, nhưng mà tăng cường các cái chuyến bay để đưa về. Và cái cơ chế cách ly thì cách ly như thế nào? Có đủ 14 ngày hay không? Hay là cách ly mình chia ra các đợt khác nhau? Có cách ly tất cả ở cái cơ sở cách ly tập trung của quân đội như hiện nay không? Hay là mình cũng cho ra cách ly ở các cái cơ sở khách sạn? Thậm chí là cách ly sau bao nhiêu ngày thì thực hiện giám sát y tế như thế nào? Cái đối tượng thứ ba là dài hơi hơn thì chúng ta chuẩn bị từ bây giờ. Tức là những người mà kể cả không có quốc tịch Việt Nam nhưng mà muốn vào Việt Nam, hoặc là bởi những cái công việc mà chưa phải là thiết thực phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng mà phục vụ giao lưu, hay là mức nữa là du lịch, thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để từng bước chúng ta chuẩn bị. Cái này thì nó sẽ lui lâu hơn một chút, nhưng bây giờ phương án là phải rất là chi tiết. Tinh thần chung là tôi nói không chỉ là thuận lợi nhưng mà trên hết là phải an toàn. Tại vì cứ nói là thuận lợi nhưng mà nếu mà bị dịch một cái thì tất cả lại quay về, thì lại mất bao nhiêu công sức. Cho nên chúng ta làm chắc chắn từ từ, từng bước một.